Hướng đến sự an toàn, lão nông Hậu Giang lựa chọn canh tác hữu cơ sinh thái, nhận về kết quả ngoài mong đợi. Cũng bất ngờ với kết quả mang lại khi chuyên canh rau sạch đạt chuẩn Việt Gáp, các trang trại khu vườn ở Bình Thuận đang chấp cánh để nông sản hội nhập vươn xa. Song để rau quả đường hoàng vào các thị trường cao cấp, nông sản cần đáp ứng nhiều tiêu chuẩn. Quý khán giả và bà con nông dân vừa cùng Quỳnh Như và Duy Ân điểm qua những thông tin đáng chú ý có trong bản tin Nông nghiệp sinh thái hôm nay. Thưa quý vị và bà con, ruồi vàng, nấm bệnh là các loại sâu bệnh hại mà nhà vườn luôn quan tâm, lo lắng. Thế nhưng nỗi trăn trở này dường như được xóa nhòa với lão nông ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Người nông dân này lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Như ông chia sẻ, việc này vừa an toàn cho mình lẫn người sử dụng, vừa tiết kiệm được chi phí. Ghi nhận của phóng viên Huy Sang, Lý Lộc. Ruồi vàng nấm bệnh là nỗi lo của nhà vườn. Ruồi đục làm trái bị hư thối, truyền nấm bệnh gây hại cây trồng. Khi trái cây rụng xuống đất thì trứng ruồi vẫn tiếp tục sinh sôi phát triển, tạo thành dòng đời mới để gây thiệt hại nặng hơn cho các vụ sau. Trước đây, ông Trần Quốc Việt và nhiều thành viên trong hợp tác xã Mãng Cầu Xiêm Hòa Mỹ tốn công sức phòng ngừa đối tượng này. Khi tiếp cận quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Global Gap và kết hợp mô hình sinh thái, áp lực ruồi vàng trên vườn Mãng Cầu giảm xuống. Trên mặt clip, ông giữ cỏ, bón phân hữu cơ thay cho phân hóa học để duy trì hệ sinh thái tự nhiên và thiên địch có lợi nhằm tiêu diệt sâu rầy. Dưới mương ông nuôi cá để cho ăn những trái mãng cầu hư rụng. Cách làm này giúp ông tăng nguồn thu, vừa cắt đứt được dòng đời của ruồi đục trái và các nguồn lây truyền sâu bệnh trên vườn mãng cầu. Kiểu như trái hư mấy trái sâu xia rồi đó, mình thấy cho cá rồi ăn nó có thể là mình được cái năng sức đó hơn. Dục xuống kìa nó ăn, còn mình để trên này thì ruồi vàng nó bu thêm. Mình dục cái trái hư xuống dưới thì cái nguồn nước của nó mình bị thúi hoặc cũng bị đen. Rồi cá nó ăn thì nó làm được sạch được cái nguồn nước của mình. Hạn chế tối đa các loại hóa chất tác động tới môi trường, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên thông qua việc trồng cỏ nuôi cá, giúp nguồn nước tưới cho vườn mãng cầu sạch hơn. Lượng bùn và chất thải từ thủy sản cũng giúp bổ sung lượng phân hữu cơ có lợi cho cây mãng cầu. Trong mùa nắng, ông bơm sình lên mặt liếp để giữ ẩm và cung cấp thêm lượng dinh dưỡng cho cây. Duy trì cách làm này hơn 2 năm nay, vườn mãng cầu của ông Việt luôn tươi tốt ngay cả trong mùa khô hạn. So với cây bình thường là phát triển nhiều hơn, nó tốt hơn, là nó đạt hiệu quả cao hơn. Cái bền vững là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trái nó cũng đạt tốt hơn so với cái bình thường của người nông dân mình làm. Bây giờ mình sẽ có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và mình thấy rằng nó phù hợp với thực tế, nó có thể giúp cho nông dân giảm được cái chi phí và quan trọng là phải tạo ra được cái sản phẩm chất lượng có hiệu quả kinh tế. Bây giờ cái phương pháp của mình là mình giúp phát triển về cái gọi là cái nguồn lợi nhuận và nó lâu dài chứ không phải chỉ là cái gọi là hồi xưa gọi là năng suất. Nông nghiệp sinh thái được nhiều nông dân ở tỉnh Hậu Giang áp dụng mô hình ruộng lúa bờ hoa, lúa cá hay kết hợp nuôi cá trong vườn cây ăn trái là cách làm mang lại hiệu quả lâu dài, giúp hạn chế sâu bệnh hại, tăng nguồn thu, từng bước tăng giá trị nông sản, tái tạo môi trường trong canh tác ruộng lúa, vườn cây. Cùng với việc tái tạo môi trường, phục hồi hệ sinh thái, thì canh tác an toàn tự nhiên cũng góp phần hướng đến sự phát triển bền vững. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, phong trào chăn nuôi dê ngày càng phát triển. Thay vì phương thức nuôi thả đồi như trước kia, hiện nay anh Nguyễn Văn Bảy ở xã Xuân Lương chuyển hoàn toàn sang phương thức nuôi nhốt trên chuồng, được xây 2 tầng kiên cố, cao ráo. Thức ăn của dê là cỏ, cây cối, trái cây. Từ khi chuyển đổi phương thức chăn nuôi, anh nhận thấy đàn dê ít bị đầy hơi tiêu chảy hơn trước rất nhiều. Hiện mỗi năm anh nuôi 3 lứa dê, mỗi lứa từ 500 đến 600 con. Sau 3 tháng mỗi con nặng từ 30 đến 35 kg, giá bán dê thịt 120.000 đồng một ký. Sau khi trừ các chi phí, gia đình thu lợi hơn 200 triệu đồng một lứa. Việc liên kết tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác là giải pháp đầu tiên trong những giải pháp giúp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Câu chuyện trở mình của những trang trại khu vườn hợp tác xã trồng rau sạch trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là minh chứng. Nội dung này được đề cập ở phần sau chương trình. Cách trung tâm thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn không xa lắm, vườn chanh bông tím của anh Hoàng Văn Hiền ở xã Nông Thượng được nhiều người biết đến. Biết đến không đơn thuần bởi hiệu quả kinh tế mang lại từ loại cây được mệnh danh là có tuổi thọ cao, dễ trồng, dễ chăm sóc, mà anh Hiền lựa chọn còn vì hình thức canh tác phù hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp hiện nay, theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững cho môi trường. Năm 2016, anh Hiền tìm hiểu và mua 60 cây chanh bông tím từ Đà Lạt về trồng. Chanh bông tím phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương, là giống cây ưa nắng, nên nắng càng mạnh cây phát triển càng tốt, thích hợp với khí hậu nhiệt đới, ẩm và không chịu được nhiệt độ quá rét. Không kén đất, nhưng thích hợp nhất vẫn là đất mùn, giàu dinh dưỡng. Vừa trồng, anh vừa nhân giống từ những cây chanh ban đầu. Đến nay, vườn chanh của gia đình có hơn 1.000 cây. Chanh bông tím ra hoa, đậu trái quanh năm, với hơn 1.000 gốc chanh cho thu hoạch. Mỗi năm anh thu được từ 70 đến 80 tấn trái. Trên thị trường, chanh bông tím có giá từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một ký, có thời điểm lên đến 40.000 đồng một ký. Thị trường tiêu thụ chính ở các tỉnh như Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Ưu điểm nổi trội của chanh bông tím là thời gian ra hoa đậu trái đến khi thu hoạch ngắn, năng suất cao. Để cây phát triển tốt, anh cho biết người trồng phải thường xuyên cải tạo đất, canh tác theo hướng hữu cơ. Trang trại anh hiện nay chỉ sử dụng các loại chế phẩm để phòng trừ sâu bệnh. Phân bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ được ủ từ phân chuồng và các phụ phẩm nông nghiệp bón theo định kỳ. Trong vườn anh cũng không dọn sạch cỏ dại hoàn toàn mà chỉ cắt, quản lý khi cỏ tốt để tạo thảm thực vật giữ ẩm cho đất, chống xói mòn, thu hút thiên địch có lợi. Chanh bông tím đến tuổi thu hoạch cho sản lượng ổn định khoảng chục năm. Vì vậy, để duy trì, cuối năm ngoái, anh quyết định ghép cây chanh bông tím với cây bưởi diễn 6 năm tuổi. Theo anh, cây bưởi diễn có tuổi thọ cao, bộ rễ khỏe, nhiều cành, nên rất phù hợp để ghép với cây chanh bông tím. Trang trại của anh ghép được 150 cây chanh trên gốc bưởi diễn và đang tiếp tục mở rộng thêm. Theo tính toán, mỗi gốc bưởi diễn ghép chanh bông tím có thể thu hoạch được từ 3 đến 5 tạ trái một năm. Vườn trồng được khoảng 1.000 cây có thể thu về tiền tỷ mỗi năm. Thời gian tới, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục phát triển thêm các mô hình sản xuất rau sạch, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất rau theo hướng an toàn, việt gáp, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, mã định danh đối với các vùng sản xuất hàng hóa có khả năng tiềm năng xuất khẩu. Ngay khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA có hiệu lực, việc xuất khẩu các mặt hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này đạt được nhiều thuận lợi. Những ưu đãi đặc biệt về thuế quan góp phần tăng khả năng cạnh tranh về giá, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Song cùng với những thuận lợi khả quan, sản phẩm của chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu khắt khe từ các nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Bản tin Nông nghiệp sinh thái ngày hôm nay xin trích lược một vài tiêu chuẩn áp dụng đối với rau quả khi xuất khẩu sang thị trường EU. Mời quý vị và bà con theo dõi. Về an toàn vệ sinh thực phẩm, các mặt hàng trái cây và rau quả tươi xuất khẩu phải tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 9001, ISO 22000, các nguyên tắc phân tích mối nguy hiểm và kiểm soát điểm tới hạn HACCP. Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhà xuất khẩu cần đáp ứng các quy định mà EU thiết lập về mức độ dư lượng tối đa cho thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác đối với sản phẩm thực phẩm. Kiểm soát chất gây ô nhiễm trong thực phẩm. Các mặt hàng rau quả, trái cây cần phải đáp ứng các quy định về kiểm soát chất gây ô nhiễm đối với thực phẩm theo quy định của EU. Thường gặp nhất ở các sản phẩm trái cây tươi, sấy khô và đông lạnh là độc tố nấm, aflatoxin, otratoxin A, patulin, kim loại nặng như chì, thiết và cadmium, và các tạp chất vi sinh, salmonella, norovirus, virus viêm gan A. Quy định về kiểm dịch thực vật. Hàng rau quả, trái cây phải được kiểm dịch thực vật để tránh lây lan dịch hại sâu bệnh và bảo vệ cây trồng trên lãnh thổ các nước châu Âu.
kiểm soát đối với thực phẩm biến đổi gen GMO, các mặt hàng trái cây rau quả phải đảm bảo không bị biến đổi gen, không chứa GMO, trừ một số giống thực vật được EU chấp nhận cho phép biến đổi gen. Nội dung vừa rồi khép lại thời lượng dành cho bản tin nông nghiệp sinh thái hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân quan tâm theo dõi. Quý vị đừng dời chuyển kênh để cập nhật các thông tin nóng mới, vấn đề thời sự đáng quan tâm có trong nhịp sống ngày mới ngay sau đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.